và các bạn học sinh thân mến. Em tên là Hoàng Như Hà Vi, học sinh lớp 61 trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp, thành phố Sóc Trăng. Nơi em đứng chính là tượng đài của ông Dương Kỳ Hiệp, một người con ưu tú của quê hương Sóc Trăng. Em rất tự hào vì được học tập dưới mái trường mang tên một nhà cách mạng yêu nước và dành nhiều tâm huyết cho quê hương. Hôm nay, chúng em đại diện cho liên đội trường hưởng ứng tích cực kế hoạch của Hội đồng đội Trung ương và Hội đồng đội tỉnh về cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại địa chỉ đỏ Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Cách trường em không xa, khoảng 1 km, chính là một địa chỉ đỏ rất nổi tiếng của quê hương em. Chúng ta hãy cùng đi đến xem đó là địa chỉ nào nhé. Địa chỉ đỏ mà liên đội trường em muốn giới thiệu cùng quý thầy cô và các bạn hôm nay chính là tượng đài chiến thắng tiểu đoàn Phú Lợi, được tọa lạc tại phường 2, thành phố Sóc Trăng. Những trận đánh hào hùng, những chiến công hiển hách của tiểu đoàn Phú Lợi năm xưa đã trở thành niềm tự hào của nhân dân Sóc Trăng nói riêng và cả nước nói chung. Nhắc đến tiểu đoàn Phú Lợi, chúng ta không thể không nhắc đến địa điểm thành lập đầu tiên, được tọa lạc tại ngã tư trên bờ Tây Nam, nơi tiếp giáp của kênh Cồng Cọc, Củ Cải và kênh Đầm Già, nay là kinh Thạnh Mỹ, thuộc xóm Cây Gừa, xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, nay là ấp Hòa Trung, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, cách trung tâm Sóc Trăng 40 km về hướng Đông Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 1956, Diệm tuyên bố không thi hành Hiệp định Geneva, miền Nam không có hiệp thương tổng tuyển cử. Mỹ Diệm tuyên chiến thực sự với nhân dân miền Nam, với những người không có súng. Chúng đã thiết lập bộ máy quy quyền từ trung ương đến tận cơ sở ở miền Nam, Việt Nam với lực lượng, tề, công an, cảnh sát, dân vệ từ ấp đến xã, bằng lưỡi lê họng súng, bằng đàn áp khủng bố và nhà tù. Chúng dồn ép nhân dân miền Nam xuống tận Bùn Đen, đánh đập, bắt bớ, trả thù những người kháng chiến cũ. Cuối năm 1973, tiểu đoàn Phú Lợi đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn Bảo An 408 và kìm chân tiểu đoàn 486, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng tiến công tiêu diệt địch, mở rộng vùng giải phóng. Có thể nói ở mọi lúc, mọi nơi, tiểu đoàn Phú Lợi luôn phát huy vai trò nòng cốt trong đánh phá kế hoạch bình định và tiêm diệt của địch. Về thành tích, diệt trên 15.000 tên Mỹ, Ngụy, trong đó diệt gọn 2 tiểu đoàn, 25 đại đội, 70 trung đội, 4 đoàn bình định, 3 chi khu, 4 quân khu và hàng trăm đồn bót, đánh thiệt hại nặng 6 tiểu đoàn, trên 40 đại đội, bắn rơi 37 máy bay, phá hủy 111 xe quân sự, 5 khẩu pháo, 1 cầu, bắn chìm 13 tàu chiến đấu, thu 1.500 khẩu súng các loại, 150 máy thông tin và đồ dùng quân sự khác của địch. Những phần thưởng cao quý, tập thể, 12 huân chương chiến công giải phóng, 4 hạng nhì và 4 hạng ba, và nhiều bằng khen, giấy khen khác, 3 danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, 1 của tiểu đoàn và 2 của đại đội C247 và C71. Cá nhân, có 2 đồng chí được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đó là ông Nguyễn Văn A, bí danh Bé Bảy, ông Hồ Minh Luân, bí danh Mười Luân. Tiểu đoàn Phú Lợi ra đời trong điều kiện Mỹ, Ngụy đang tiến hành kế hoạch bình định tiêm diệt, đặc biệt là đế quốc Mỹ đưa quân ồ ạt vào miền Nam, Việt Nam tiến hành chiến tranh cục bộ. Nhưng dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, được nhân dân thương yêu che chở, đùm bọc, tiểu đoàn Phú Lợi đã xây dựng, chiến đấu và đứng vững trên địa bàn tỉnh nhà với tinh thần bất khuất, tự lực, tự cường, thực hiện tiến công làm nòng cốt cho thế trận chiến tranh nhân dân của tỉnh phát triển và giành thắng lợi quyết định. Ngày 15 tháng 3 năm 2006, theo quyết định số 352 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, công nhận địa điểm thành lập tiểu đoàn Phú Lợi tại ấp Hòa Trung, xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Tiểu đoàn Phú Lợi anh hùng mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ trẻ và của nhân dân Sóc Trăng. Sau đây, chúng em xin được hát bài quốc ca với tất cả lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc hôm nay.
quân Việt Nam đi, trong lòng cao quá, bước chân dồn vang trên đường gặp hiểm xa. Video clip thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại địa chỉ đỏ Em yêu Tổ quốc Việt Nam của Liên đội Trường Trung học Cơ sở Dương Kỳ Hiệp đến đây là kết thúc. Kính chúc quý thầy cô và các bạn thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.